Hôm nay thì coi như là ba mẹ chính thức do con gái của ba mẹ cho con, thì con hãy chăm sóc có sự tốt với vợ con trọn cả cuộc đời giống như ba với mẹ. May mắn lắm mới là hạnh phúc lắm được có con dâu vậy đó.